Đây là cái giới hạn của đầu trên xương đùi nha, đây là giới hạn của đầu trên xương đùi. Thì anh có chỉ các bạn vẽ một cái khối hình vuông nhỏ nhất có thể ôm trọn được cái xương đùi ha. Thì đây là cái khối hình vuông nhỏ nhất mà có thể ôm được toàn bộ cái đầu trên xương đùi nha. Rồi thì gãy đầu trên xương đùi được chia làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là gãy liên máu chuyển ha, các bạn thấy đây là giới hạn gãy liên máu chuyển từ đỉnh của máu chuyển lớn xuống đỉnh của máu chuyển bé ha, và giới hạn dưới là đường hẳn ngang là cái đường này ha, và đường này cái đường của hình vuông á, đây là giới hạn của gãy liên dùng gãy liên máu chuyển. Dùng thứ hai là dùng cổ xương đùi ha, từ cái đoạn cái đường thẳng nè, đường nối giữa hai đỉnh máu chuyển cho tới cái vùng dưới chõm, và cái thứ ba là gãy chõm xương đùi. Thì trên lâm sàng gặp nhiều nhất là hai loại này, loại gãy liên máu chuyển và gãy cổ xương đùi, và đây cũng là hai hai trường hợp mà cần phải chẩn đoán phân biệt với nhau. Tại trên lâm sàng rất 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 là khó để các bạn có thể phân biệt được hai kiểu hai loại gãy này nha. Các bạn nhớ nha, liên máu chuyển và gãy cổ xương đùi cần phải phân biệt nhau. Gãy chõm thì rất là ít gặp, nhưng mà tiên lượng là tiên lượng nặng nhất. Tại sao tiên lượng? Tại vì khi gãy chõm á, gãy vùng chõm này thì chắc chắn sẽ không có máu nuôi. Gãy chõm chắc chắn sẽ không, rất là ít máu nuôi nha. Gãy cổ thì còn hy vọng, gãy liên máu chuyển thì ok nuôi cái chõm bạn, nhưng mà gãy cái chõm này là rất khó để lành cái chõm nha. Hả? Anh nói lớn hơn chút giùm tụi em luôn, tại vì trời mưa tụi em không nghe được gì hết. Rồi rồi ok. Các bạn đợi anh chút xíu, anh đi kiếm cái tai nghe mới. Cái tai nghe này hình như nó bị nhỏ. Alo, các bạn nghe anh nói chưa? Các bạn nghe anh nói rõ chưa? Dạ Tiếng rất hơi là hơi nhỏ nhỏ hả? luôn. Chỉnh không được rồi thôi, các bạn gắng bật loa to to lên nha. Đánh nói to hơn xíu. Rồi anh nhắc lại ha. Vùng đầu trên xương đùi được giới hạn bởi khối hình vuông nhỏ nhất. Trong đó có hai loại gãy thường gặp là loại gãy liên máu chuyển và loại gãy cổ xương đùi. Và loại gãy thứ ba là loại gãy chõm xương chõm. Thì trên lâm sàng, loại gãy liên máu chuyển và cổ xương đùi rất là thường gặp và rất là khó phân biệt với nhau. Cho nên các bạn phải để ý hai cái loại gãy này. Thì tất nhiên vẫn có cơ sở để phân biệt, nhưng chủ yếu là các triệu chứng mà nó rất là có nhiều yếu tố nhiễu để mình có thể phân biệt được hai cái này mà không cần dựa vào X quang nha. Tức là chỉ cần triệu chứng lâm sàng để phân biệt hai này thì rất là khó. Rồi anh nhắc lại, anh nhắc về từng loại ha. Đầu tiên là gãy liên máu chuyển. Thì đây là phân loại AO. Đây là phân loại AO gãy liên máu chuyển. Thì các bạn để ý thấy nó chia có 3 loại là 31. Vùng đầu trên xương đùi sẽ phân loại là 31 nha, 31. Thì loại A là loại gãy một có một đường gãy thôi. Loại A là một đường gãy từ máu chuyển, cái loại 3A 1.1 là máu chuyển lớn, máu chuyển bé.
còn các lần gãy là từ máu chuyển lớn xuống máu chuyển bé khác nhau. Rồi loại gãy 3-1A2 thì sẽ hai đường gãy, còn 3-1A3 là sẽ có một đường gãy nghịch ở dưới nha. Rồi các bạn nhớ cái B là sẽ gãy, nó tính lên cổ xương đùi nên không nhắc tới ha. A là gãy liên máu chuyển ha, nhắc lại ha, cái A gãy liên máu chuyển. A1 là một đường, chỉ có một đường gãy thôi ha. 1.1 á là một là gãy máu chuyển lớn hoặc là gãy máu chuyển bé. 1.2 trở đi á là đường gãy từ máu chuyển lớn xuống máu chuyển bé. Còn loại A3A31A2 á là có hai đường gãy nha. 31A3 là gãy ngược hay gọi là gãy nghịch, tức là đường gãy nó không đi từ máu chuyển lớn xuống máu chuyển bé mà nó nằm ngang ngay cái đường phân cách giữa đầu xương và thân xương, cái này gọi là gãy nghịch. Và loại gãy nghịch là loại gãy không vững nhất trong các loại gãy này nha. Loại gãy nghịch là loại gãy không vững nhất. Rồi về điều trị gãy liên máu chuyển thì ưu tiên đầu tiên, các bạn nhớ ha, ưu tiên trước nhất trong gãy liên máu chuyển là đinh nội tủy nha. Có nhiều loại đinh nội tủy lắm, cái hình mà các bạn đang xem này là một trong những loại đó thôi nha. Ví dụ như đinh nội tủy BFNA các bạn đang xem nè, đây là hình cái đinh nội tủy BFNA nha, trong điều trị gãy liên máu chuyển đó, gãy liên máu chuyển xài binh BFNA ha. Còn ngoài ra còn một số đinh nội tủy dài hơn, bạn thấy này nó hơi ngắn, có một số đinh nội tủy nó dài từ đầu xương dài xuống như cái đinh nội tủy gãy thân xương vậy đó, thì nó có nhiều tên, ví dụ như đinh gamma, đinh T2 hoặc là đinh intertan, thì nó tùy vào cái đặc điểm của từng cái, nhưng nói chung là nó cũng giống giống gì, có một con vít rất là bự bắt vô cái cổ và còn cái này là đấy. Các bạn nhớ một điều đặc biệt là ở đầu xương nha. Thường các bạn học là ở đầu xương thì ít khi áp dụng đinh nội tủy, nhưng đặc biệt có đầu trên xương đùi nha, có đặt đầu trên xương đùi là sẽ hiệu rất là hiệu quả khi mà sử dụng đinh nội tủy, do nó có cổ xương đùi chỉ cần bắt con vít bự bự. Thì cái đinh nội tủy này có thể điều trị được gãy liên máu chuyển nè, gãy cổ xương đùi nè, và thậm chí là gãy chỏm luôn nha. Tuy nhiên cái gãy chỏm này nó hơi nó rất là hiếm khi xài này nha, tại vì nó quá nhỏ nha. Còn đa số là gãy gãy liên máu chuyển sẽ xài cái đinh nội tủy này nha. BFNA là đại diện của đinh nội tủy thôi nha. BFNA là viết tắt của Rosimol. Rosimol là đầu gần đó bạn, femoral là xương đùi, N là nail là đinh á, A là anti rotation tức là chống xoay nha. Đinh nội tủy đầu trên xương đùi chống xoay gọi là BFNA. Rồi một loại nữa cũng thường gặp trên lâm sàng đó là nẹp DHS nha. Nó cũng có một cái chui rất là bự nha, bắt lên đây và có những con vít ở thân xương, nó cũng gần gần như đinh nội tủy. Đinh nội tủy là bạn đóng cái này xuống nha, còn nẹp DHS là này. Nẹp này cũng so với cái đinh nội tủy này á, hai cái dụng cụ này á thì người ta nghiên cứu là thấy nó gần cái gọi là cái hiệu quả nó gần tương tự nhau, và tùy thuộc vào kỹ thuật của người phẫu thuật viên mà người ta sẽ chọn lựa. Ví dụ như tôi một phẫu thuật viên thì họ quen làm cái này, hoặc là ngay chỗ đó họ thường xuyên làm cái này thì sẽ nhận thấy nó hiệu quả hơn so với mà việc triển khai cái đóng đinh nha. Nhưng mà ở một chỗ ta đóng đinh nhiều hơn thì nó sẽ hiệu quả hơn nha, tùy thuộc vào tay nghề mỗi người. Tại vì những kiểu đóng vô cái cổ xương đùi rất là khó. Tại sao? Tại vì cái bạn thấy cái đinh rất là bự nè, thường là chỉ bắt được 1 đến 2 lần thôi. Tức là bắt sai á, khi mình bắt sai á thì rất là khó để bắt lại, do cái đinh này rất là bự, cái cổ xương đùi này nó chu vi của nó cũng rất là hẹp. Nha, mình nhìn thấy trên lâm sàng nó nhỏ vậy thôi chứ thực tế là nó cũng vừa khích với cổ á, bạn bắt 1 2 lần là cổ này nó hết xương, nó không còn miếng xương nào hết. Cho nên chỉ bắt, nếu bạn bắt sai bạn chỉ là được làm lại một lần nữa duy nhất thôi nha. Cho nên phụ thuộc vào tay nghề rất là nhiều, chứ mình bắt sai bắt giống như mình đưa cái hướng vô, các bạn cứ tưởng sai là sao, giống như cái hướng này là hướng ngay cổ, ví dụ như khi mình vô ngay đây, cái đinh nó sẽ xéo lên đây, nó đi ra ngoài, mình bắt lại hoặc mình không theo cái hướng 135 độ của cái thân xương này mà mình bắt nó hơi thẳng gì, thì cái nẹp này nó, bạn nhớ giữa cái đinh và cái nẹp nó theo thành một khối mà nha, nè nó với cái đinh nè với cái nẹp nó thành một khối, cho nên khi bắt gì nó sẽ nghiêng ra gì nha, cái nẹp nó sẽ nghiêng ra gì nha, cái nẹp nó sẽ nghiêng, nó sẽ hở ở đây, bạn không thể bắt cái đinh vô đây nó hở một khối rất là bự chỗ này nha, không có để gì được nha. Cho nên bắt cái này tùy thuộc vào kỹ thuật tay nghề, rất là kỹ thuật của phẫu thuật viên đòi hỏi rất là cao nha. Rồi một loại thứ ba
Loại này thì trên thế giới hầu như không xài nữa. Đó là nẹp khóa. Do anh ta nghiên cứu hai cái kia ưu điểm nhiều quá. Cái nẹp đinh nội tủy với cái nẹp DFS của vùng đầu trên nó hiệu quả quá. Cho nên cái nẹp khóa này nó đấu không lại. Cho nên ở thế giới người ta đã ít rất là hiếm khi xài cái nẹp khóa này nha. Trong một vài trường hợp mà gãy phức tạp cái gì đó thì ta vẫn xài, nhưng mà nói chung là so với hai cái loại kia thì nó không có ưu điểm bằng. Nhưng mà Việt Nam thì xài rất là nhiều. Bạn thấy Việt Nam mình xài vẫn còn xài cái này, giống như mình đi sau thế giới vậy các bạn. Nha, mình hơi đi sau thế giới vấn đề này. Nha, nẹp khóa Việt Nam vẫn còn xài nhưng mà nước ngoài thì rất là hiếm khi xài. Nha, nẹp khóa. Thì nó cũng cơ chế nó cũng bắt một số vít vào vùng cổ xương đùi thôi. Nha, nhưng mà sẽ không vững bằng hai loại kia. Rồi, cái cuối cùng là thay khớp. Thì thay khớp trong liên máu gãy liên máu chuyển hoặc chỉ định rất rất là hạn chế nha, rất là hạn chế, nhưng ta vẫn thực hiện trong một số trường hợp, ví dụ như gãy quá phức tạp giống trường hợp này. Bạn thấy gãy gãy mà rất là nhiều mảnh nha, gãy rất là nhiều mảnh, mình bắt một cây đinh không nó giữ không nổi mấy cái mảnh này, nó giữ không nổi nha, cho nên mình sẽ khi này mình thay khớp luôn. Cho nên chỉ định thay khớp trong những trường hợp này là đầu tiên là gãy phức tạp, gãy quá phức tạp mình không thể xài đinh nội tủy, không thể xài nẹp DHS được thì mình mới nghĩ đến chuyện thay khớp. Trường hợp thứ hai mình thay khớp ngay thì đầu luôn, tức là bệnh nhân vô gãy liên máu chuyển mình thay liền luôn, ngoài cái gãy phức tạp ra. Còn cái nữa là cái ổ cối này nó không bị hư nha, cái ổ cối của bệnh nhân không bị hư thì mình mới thay khớp. Xin lỗi, nếu cái ổ cối này nó có tổn thương thì mình khớp, hoặc là kèm theo một cái gãy cổ xương đùi gãy chỏm nha, ví dụ có một đường gãy đây nữa. À, hoặc là đường gãy cổ xương đùi này nữa thì mình có thể nghĩ đến chuyện thay khớp. Do khi này mình kết hợp xương xong thì cái chỏm này nó hoại tử cũng vậy. Hoặc là bệnh nhân vô cái chỏm này nó đang hoại tử chỏm, bệnh nhân có một bệnh lý hoại tử chỏm sẵn kèm theo gãy liên máu chuyển thì đó mình thay khớp luôn, đồng ý. Chứ còn tất cả những trường hợp còn lại mình phải kết hợp xương trước. Rồi mình nếu mà kết hợp xương này nó có biến chứng, ví dụ như biến chứng hoại tử chỏm hoặc là dụng cụ nó bị fail gì đó thì mình mới nghĩ đến chuyện thay khớp thì hai nha. Còn đa số là mình sẽ kết hợp xương ngay thì đầu. Anh cũng nhắc các bạn rất là nhiều rồi, thay khớp phải là lựa chọn cuối cùng nha. Bạn phải nghĩ đến những cái kia ưu tiên, và thay khớp là cái cuối cùng. Do cái gì tự nhiên nó không sẽ tốt hơn nhân tạo, các bạn nhớ nha. Thay khớp rất nhiều biến chứng. Rồi mình sẽ qua cái loại thứ hai là loại gãy cổ xương đùi. Anh xin lỗi, anh để cái hình nó bị sai nha các bạn, đáng lẽ là gì mới đúng nha, là bị sai hình này, anh để bị sai, xin lỗi. Rồi gãy cổ xương đùi thì phân loại thì anh nhắc các bạn xíu, đó là có mình sẽ phân loại theo ông gạch đinh nha. Đây là phân loại thường thường sử dụng lâm sàng nhất. Ngoài ra một số phân loại như bao eo nha, có nhiều phân loại các bạn nhà học nha, nhưng mà lý thuyết thôi, còn về lâm sàng thì chủ yếu các bạn phân loại gạch đinh. Thì loại một các bạn trên lâm sàng bạn sẽ hơi khó nhìn chút xíu, nhưng mà bạn để ý kỹ là cái bè xương. Đây là những cái bè xương nè các bạn, bè xương loại một là gãy không hoàn toàn. Bạn sẽ để ý cái bè xương, nếu cái bè xương mà nó đang gì nè, tới đây nó gì nè, nó gặp gốc nè các bạn nha, thì đây là gãy gạch lên loại một đó, nó gãy chưa hoàn toàn, nó bị bẻ ngược lên nha. Còn đây là gãy hoàn toàn, bạn thấy được đường gãy nè nha, và cái bè xương nó thẳng nha, là gãy gạch đinh loại 2. Rồi gạch đinh loại 3 là nó tách ra nhưng mà dừng còn dính một chút xíu, nó còn dính chút xíu. Và loại 4 là hai cái đầu này hoàn toàn tách biệt với nhau luôn, nó không dính gì với nhau, nó không liên quan với nhau hết nha. Hai cái mấy cái bè xương nè nó không còn đụng gì với nhau nha, cái này là cái bè xương nó vẫn tiếp xúc nhau chút xíu nha. Và các bạn nhớ là thường ta dựa vào bè xương nha để ta phân biệt. Rồi, này là phân loại gạch đinh. Về điều trị thì các bạn nhớ giống nãy anh nói, thay khớp và lựa chọn cuối cùng chứ không phải gãy cổ xương đùi nào cũng thay khớp nha. Và đặc biệt là bạn trong đầu bạn suy nghĩ chuyện thay khớp khi nào, giống như nãy anh nói là khi mình tiên lượng bệnh nhân này dù kết hợp xương xong thì vẫn sẽ bị hoại tử chỏm thì mình sẽ thay khớp, thì mới thay khớp ngay từ đầu. Ví dụ như bệnh nhân này gãy cổ xương đùi đến với các bạn, nhưng bệnh nhân này hút thuốc lá quá nhiều, hoặc bệnh nhân này bị tiểu đường chẳng hạn, hoặc bệnh nhân này có một cái rối loạn về đông máu nào đó mà mạch máu nó nuôi nó dễ bị tắc, hoặc là bệnh nhân bị gãy lâu ngày rồi
mới đến với mình, thì những mạch máu mà bị gãy nó đã thoái hóa hết trơn rồi. Cho nên mình tiên lượng dù mình có kết hợp xương thì chắc chắn thì cái tỷ lệ hoại tử chỏng rất là cao, thì những bệnh nhân đó mình sẽ, hoặc là bệnh nhân quá già, những bệnh nhân lớn tuổi á, cái hệ thống mạch máu không có ngon như người trẻ nữa nha, thì hoặc là gãy gạc lên loại 4, ví dụ như bệnh nhân có gãy gạc lên 4 chẳng hạn, thì bạn tiên lượng cái mạch máu này nó đứt gãy hết rồi, nó không thể nào nó nuôi được cái giỏm, thì cái đó mình sẽ thay khớp ngay bạn nha. Tại sao gãy gạch lên 4 các bạn lại tiên lượng mạch máu nó đứt gãy nhiều? Các bạn phải biết là cái mạch máu theo giải phẫu nó sẽ ôm sát theo cái cổ này. Ở đây là bao khớp nha, bao khớp nó chùm, nó bao lại cái chõm này, thì mạch máu nó đi ở đây, nó chui vô bao khớp luôn, nó nằm sát xương để nó nuôi cái chõm đùi, nó chui vô bao khớp, nó nằm sát xương nha. Những mạch máu nó sẽ chui vô bao khớp, nó đi nằm sát xương luôn, cho nên khi mà gãy ngang đây, nếu mà gãy không hoàn toàn giống kiểu một hai thì có thể có khả năng mạch máu này nó vẫn chưa đứt, nó vẫn còn nha. Nhưng mà từ gãy loại 3, loại 4 trở lên nó đã rời như thế này rồi, mạch máu tới đây thì chắc chắn mạch máu này nó đã đứt rồi nha, chắc chắn như mạch máu này nó đã đứt rồi nha. Còn có thể gạch lên 1, 2 là nó vẫn còn, ví dụ mạch máu đây nó vẫn còn, nó chưa đứt chẳng hạn nha, mạch máu luôn nó vẫn còn hy vọng, nên mình sẽ tiên lượng nó tốt hơn, cái tiên lượng mà tự chọn nó tốt hơn thì mình có thể kết hợp xương, còn lại 3, 4 đứt gãy rồi. Hay cho nên mình phẫu thuật kết hợp xương gọi là phẫu thuật bảo tồn chõm á, phẫu thuật bảo tồn chõm trong trường hợp mình tiên lượng cái chõm này mình kết tỷ lệ mà nó liền xương cao hơn là tỷ lệ nó bị hoại tử chõm thì mình mới kết hợp xương. Còn nếu mình tiên lượng cái chõm này nó hoại tử thì thôi mình thay khớp luôn cho bệnh nhân nha. Có rất nhiều yếu tố nguy cơ mà để mình tiên lượng cái này, thì chút xíu làm bài tập anh sẽ nói kỹ hơn về những yếu tố nguy cơ này. Ngoài thì đa số trên lâm sàng mình sẽ bắt những con vít giống gì nha, bắt những con vít đây, đây là thường gặp, thường sử dụng nhất trên lâm sàng, hiếm khi nào mình ít, trong một số ít trường hợp mình xài nẹp thôi, như tại vì bắt cái này nó hơi lâu nên mình tại làm những mình bắt nẹp nó hơi lâu, mà bạn biết là gãy cổ xương đùi ở người trẻ, những người mà tiên lượng mà giữ được cái chõm á, thì mình mổ càng sớm càng tốt cho bệnh nhân nha. Mình mổ trễ quá biết đâu cái này nó bị di lệch, hoặc là mình đợi 1, 2 ngày biết đâu cái chỗ gạt lên đang gạt mổ chuyển thành gạt lên 2, gạt lên 3 thì lại nguy hiểm, hoặc là mình để lâu quá những cái mạch máu này nó tắc lâu quá ha, nó bị dập, nó bị tắc rồi thì mình cố định nó, nói chung là mình để lâu đó thì nguy cơ mà giữ cái chõm này nó càng thấp ha, cho nên mình phải mổ sớm. Thì người ta xem là gãy cổ xương đùi ở những người trẻ, những bệnh nhân mà có thể giữ được cái chõm này là thì là phẫu thuật cấp cứu, là mổ càng sớm càng tốt nha, phẫu thuật bán cấp á, mổ càng sớm không cần phải lên lịch chương trình, mà nên mổ cấp cứu, nhưng mình nhớ bắt những con vít gì thôi để cho nó vững, nó không có di lệch thêm, để mạch máu nó không có bị đứt gãy nha, thì mình sẽ giữ được cái chõm này tốt hơn, đỡ bệnh nhân phải thay khớp. Vì thay khớp ở những bệnh nhân trẻ thì rất là, nói chung là rất là tội những bệnh nhân đó nha, những bệnh nhân trẻ mà thay khớp bệnh nhân sẽ giới hạn hoạt động rất là nhiều. À, thì có một cái anh sẽ cho bạn coi như mình học tiếng Anh chút xíu luôn ha, thì tiên lượng sau mổ của bệnh nhân gãy xương vùng háng, tức là gãy liên máu chuyển hoặc là gãy cổ xương đùi á, thì sau khi mà mình mổ xong thì có một cái tiên lượng là bệnh nhân sẽ tử vong nha, sau mổ trong vòng 6 tháng nha. Mình mổ kết hợp xương hay mình mổ thay khớp xong cho bệnh nhân thì trong vòng 6 tháng có đến 12 đến 37% bệnh nhân sẽ tử vong. Bạn thấy rất là cao nha, rất là cao. Thì những bệnh nhân nào mình sẽ dự đoán tỷ lệ nó cao, đây predict là dự đoán ha, higher mortality là những bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao, thì đầu tiên là những bệnh nhân lớn tuổi nha, những bệnh nhân lớn tuổi thì nguy cơ tử vong trong vòng 6 tháng sau mổ sẽ cao hơn. Thứ hai là nam. Cái này thì anh cũng không biết tại sao lại nam nam lại tử vong nhiều hơn nữ, chắc sức chịu đựng kém hơn quá, anh cũng không biết tại sao nha. Nhưng mà theo nghiên cứu và tác giả, những tác giả mà nghiên cứu họ cũng không, họ cũng tự hỏi tại sao nam lại lại có tỷ lệ tử vong cao hơn nữ, thì họ cũng giải thích không được. Nói chung cái này vẫn là bí ẩn, thì giống như tại sao nữ lại sống lâu hơn nam vậy đó các bạn, thì anh nghĩ cái này nó cũng chắc cũng giống giống vậy.
Thì họ nghiên cứu thấy là nam sẽ sống sẽ có tỷ lệ tử vong trong vòng 6 tháng sau mổ kết hợp xương hoặc là thay khớp cao hơn so với nữ. Thôi, comorbid condition là những bệnh lý kèm theo, ví dụ như suy tim nha, tiểu đường chẳng hạn nha, hoặc là bệnh lý mãn tính về đường thở chẳng hạn, giới hạn đường thở COPD chẳng hạn, thì những người này sẽ có tỷ lệ tử vong cao. Hoặc là cognitive là những cái rối loạn đông máu các bạn nha, cái này có chữ H nên anh thiếu have have cognitive disorders là những cái rối loạn liên quan đông máu. Tại vì các bạn biết là tất cả những bệnh nhân sau mổ đều phải sử dụng kháng đông hết nha, tại vì những bệnh nhân sau mổ thay khớp á nha, hoặc là những bệnh nhân nằm lâu á đều phải sử dụng kháng đông hết nha, cho nên các bạn nhớ là kháng đông sau mổ rất quan trọng. Rồi, đây là tiêu chuẩn xuất viện ở những bệnh nhân mà phẫu thuật thay khớp hoặc là kết hợp xương. Thì tiên lượng để bệnh nhân có thể về nhà được không? Cái returning home này thì nó là về nhà, hoặc là nếu mà bệnh nhân không có những yếu tố này, tức là bệnh nhân không có yếu tố này thì bệnh nhân sẽ đi đâu? Chẳng lẽ nằm bệnh viện suốt? Thì bệnh nhân một là nằm theo dõi ở bệnh viện, hai là sẽ vô những trung tâm phục hồi chức năng để tập vận động và theo dõi nha. Còn nếu mà có những cái yếu tố này thì bệnh nhân có thể về nhà. Ví dụ như bệnh nhân tuổi trẻ nhỏ hơn 85 tuổi. Các bạn thấy ở nước ngoài người ta định nghĩa young girl là nhỏ hơn 85 không? Young girl là less than 85, nên những bệnh nhân nhỏ hơn 85 thì có thể thì tiên lượng tốt để có thể xuất viện về nhà. Hoặc là những bệnh nhân có khả năng bước đi độc lập trước khi mổ, tức là trước khi bệnh nhân có bệnh lý các bạn, bệnh nhân bị té gãy cổ xương đùi thì nếu mà trước đó bệnh nhân có thể đi một cách độc lập mà không cần có ai dìu dắt này nọ, thì bệnh nhân nếu cho bệnh nhân xuất viện sẽ tốt hơn ha. Hoặc là bệnh nhân có thể thực hiện những cái công việc vệ sinh cá nhân hàng ngày các bạn, trước mổ những bệnh nhân thì có thể tự đi tiểu tiện, tự thay quần áo, tiểu tiện đại tiện tự ên được thì tiên lượng tốt ha. Hoặc là sống chung với những người khác nha, bệnh nhân này có người chăm sóc tốt hơn nha. Hoặc bệnh nhân có thể đi được trước khi xuất viện, tức là bệnh nhân mổ rồi nhưng bệnh nhân có thể chống chân xuống đi được, đặc biệt ở những bệnh nhân thay khớp các bạn nha. Những bệnh nhân thay khớp, khi các bạn đi lâm sàng các bạn thấy một bệnh nhân thay khớp mà một trong những tiêu chuẩn để bệnh nhân xuất viện á, là bệnh nhân phải đi được nha, đây là rất quan trọng nhé các bạn. Bệnh nhân phải đi được thì mình mới cho xuất viện, trừ những trường hợp đặc biệt nào đó thôi nha, còn đa số là thay khớp xong bệnh nhân phải bước xuống giường và phải đi được. Anh hay nói là chừng nào mà cô hoặc chú á, đi được hết vòng bệnh viện thì sẽ cho về, là vậy ha. Bệnh nhân phải tập và phải bước đi được, tại vì bệnh nhân bước đi được thì khi về nhà mình mới an tâm. Bệnh nhân có thể là tự làm những công việc cá nhân này nọ, chứ không phải bệnh nhân nằm một chỗ như người khác chăm sóc thì rất là hơi bất an chút xíu nha. Cho nên bệnh nhân đi được, đây là một trong yếu tố tiên lượng để bệnh nhân xuất viện nha. Rồi, đây là anh giới thiệu các bạn về hai cái bệnh lý thường gặp ở vùng đầu trên xương đùi là gãy mối chuyển và gãy cổ xương đùi. Thì đây là một số kiến thức thôi, thì thông qua một số bài tập nữa lấy điểm cộng cho các bạn, thì các bạn sẽ học thêm một số kiến thức nữa. Thì để anh gửi link cho các bạn ha. Rồi, cũng giống như lần trước ha. Thì khi các bạn chuẩn bị sẵn sàng, anh sẽ cho các bạn cái mật khẩu để trả lời tình huống. Cái link vô không được anh ơi. Ủa?
À, anh xin lỗi, anh chưa mở. Thôi các bạn vô lại được rồi đó. Rồi, mình chuẩn bị vô câu 1 ha. Rồi, tình huống 1 như sau. Một bệnh nhân nữ 80 tuổi khai là sau cấp nhập viện 4 giờ. Anh xin lỗi, sau là sai. Bệnh nhân khai là trước trước khi nhập viện khoảng 4 giờ nha, chứ không phải sau nha, anh xin lỗi. Trước khi nhập viện 4 giờ. À gì hả? À anh chưa chia sẻ, anh xin lỗi. Rồi, một bệnh nhân nữ 80 tuổi khai là trước khi nhập viện 4 giờ đi trượt té, đang đi trong nhà thôi nha, bệnh nhân đi trong nhà thôi, trượt té thì đập mặt ngoài mông xuống nền đất cứng, nền nhà trong nhà. Thì sau té bệnh nhân đau vùng háng phải và không đi lại được và có hình ảnh lâm sàng như các bạn đang nhìn nha. Rồi các bạn đi xong hết rồi ha. Thì đây mật khẩu là 1113. Rồi các bạn trả lời câu hỏi trong tình huống 1 đi. Cho mình nút một câu một nha. Mật khẩu là 1113. Chỉ mới có 3 bạn là được 2 điểm thôi.
Rồi, anh đếm ngược 5 giây nha. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, hết giờ nhé các bạn. Rồi, các bạn nhìn lên slide ha. Bệnh nhân này, các bạn nhìn hình, các bạn sẽ thấy một triệu chứng rất là điển hình trong gãy liên mấu chuyển hoặc gãy cổ xương đùi. Đó là bàn chân đổ hoài. Đây là một trong những dấu hiệu chắc chắn của gãy xương. Nha, là dấu hiệu bàn chân đổ hoài. Bạn thấy cái chân phải của bệnh nhân. Nha, chân phải bệnh nhân đổ sát thành mặt giường và nó có dấu hiệu và bệnh nhân có dấu hiệu ngắn chì. À, bạn thấy không? Có dấu hiệu bị ngắn chì. Nha. Đây là một trong những dấu hiệu chắc chắn gãy xương, tức là bệnh nhân này có gãy xương. Chỉ là không biết phối hợp thêm bệnh sử là bệnh nhân té đập mặt ngoài mông xuống đất nữa, mà đập mặt ngoài mông, anh xin lỗi nha, ngoài mông phải mới đúng nha, mông phải anh thiếu chữ phải thôi, nhưng mà ở đây nè có té đau vùng háng phải nè, không đi lại được, có đau vùng háng phải này là mà bị bàn chân đổ ngoài bên phải nữa thì chứng tỏ bệnh nhân có gãy xương ở bên phải. Mà đau vùng háng phải thì một là gãy cổ xương đùi, hai là gãy liên mấu chuyển, ba là gãy chỏm, bốn gãy khung chậu. Hỏi bệnh nhân này có thể chật khớp hay không? Bệnh nhân này có nghĩ đến chật khớp háng hay không? Đúng, chật khớp háng vẫn có những triệu chứng bàn chân đổ ngoài, cũng có ngắn chi, nhưng sẽ ít nghĩ đến nhất. Tại sao chật khớp háng ít nghĩ đến nhất? Tại vì bệnh nhân này 80 tuổi. Các bạn nhớ ha, 80 tuổi, một bệnh nhân nữ mà 80 tuổi các bạn chẩn đoán là chật khớp háng, lên lâm sàng mà gặp vô bàn thầy Tấn là các bạn gớt nha. Nhắc các bạn trước luôn nha. Một bệnh nhân nữ 80 tuổi mà các bạn trong cái chẩn đoán các bạn ghi là chật khớp háng là coi chừng các bạn gớt với thầy Tấn nha. Các bạn nhớ, một bệnh nhân nữ mà càng lớn tuổi thì xương bệnh nhân càng loãng, với một cơ chế bất kỳ cơ chế nào thì xương nó sẽ lúc nào nó sẽ yếu hơn dây chằng nha. Trước khi là nó chật khớp là nó đã gãy xương trước rồi, thì một là gãy, hai là chật, hiếm khi nào chật lắm nha, tại xương nó rất là giòn, xương rất là kém chất lượng, cho nên cực kỳ hiếm những bệnh nhân nào mà nữ mà lớn tuổi mà đi chật khớp háng nha. Bạn nhớ cái này ha, nữ 80 tuổi mà các bạn đi chật khớp háng là các bạn rớt đó nha. Rồi, cho nên chẩn đoán ít nghĩ đến nhất là chật khớp háng. Rồi mình tiếp ha, để trả lời cho câu hỏi thứ hai, các bạn cần phải ghi nhớ trên lâm sàng những cách có thể phân biệt giữa gãy cổ xương đùi và gãy liên mấu chuyển. Chắc chắn câu hỏi này sẽ có trong thi hỏi vấn đáp, nếu các bạn có thi vấn đáp chính thường nhé. Bóc bạn vô thế nào cũng dính cái câu này à. Thì mình phân biệt giữa cái gì? Đầu tiên, dấu bầm tím muộn. Tại sao dấu bầm tím muộn lại để phân biệt được hai cái này? Thì các bạn phải nhớ đến bầm tím. Tại sao có bầm tím? Nha. Tại sao có bầm tím? Nha. Thì mình sẽ phân biệt rất là dễ dàng thôi. Và nhớ đặc điểm giải phẫu nữa. Bạn nãy anh có nói vùng cổ xương đùi sẽ được bao phủ trong bao khớp. Nó giống như cái bong bóng vậy, nguyên cái phần cổ xương đùi nó nằm trong cái bong bóng nha, nó nằm trong cái bong bóng. Và khi bệnh nhân có còn liên mấu chuyển thì nằm ngoài bao khớp nha, cho nên khi gãy cổ xương đùi thì cái chảy máu nó sẽ giới hạn trong bao khớp, nó không có tràn ra ngoài được, cho nên sẽ ít khi bầm tím. Còn gãy liên mấu chuyển do nằm ngoài bao khớp, gãy xương, chảy máu, ra da gây bầm tím nha. Tại sao gọi là bầm tím muộn? Thì bầm xét với bầm tím mới chỗ nào, thì bầm tím muộn chủ yếu để các bạn phân biệt giữa gãy xương và do chấn thương phần mềm với sau bầm tím mới thôi. Tại vì ví dụ như một bệnh nhân đang đi đá chân vô cái giường cái bóp một cái bầm tím lên ngay lập tức thì cái đó là chấn thương cho phần mềm. Còn nếu gãy xương mà gây bầm tím thì đợi từ lúc mà máu chảy từ trong xương mà nó để len lỏi ra tới cái mặt ngoài
thì nó cần thời gian lâu hơn nha, và tùy vào cái vùng nào, tùy vào cái độ dày của cái lớp da, của lớp mỡ ở vùng đó mà nó sẽ biểu hiện bầm nhanh cỡ nào ha, và tùy vùng ha. Cho nên gãy cổ xương đùi, gãy móng chuyển là phân biệt vào dấu bầm tím, cổ xương đùi ít khi thấy bầm tím do nó có bao khớp nha. Rồi cũng cái bao khớp này làm cho mức độ đau của cổ xương đùi nó thấp hơn so với gãy liền máu chuyển. Thường ở trong khớp nó rất ít thần kinh nào chủ yếu nằm ở dây chằng, nằm ở bao khớp, nằm ở phần mềm xung quanh nha. Đau trong gãy xương là do xương đâm vào cơ, xương nó xé, xương nó gãy, nó làm tổn thương màng xương, nó làm tổn thương cơ xung quanh, dây những cái phần mềm xung quanh bệnh nhân đau nha. Còn gãy cổ xương đùi nó nằm trong bao khớp, mà bao khớp rất cái thần kinh nha, cho nên độ gãy cổ xương đùi sẽ ít đau hơn so với gãy liền máu chuyển. Rồi về vị trí đau thì gãy liền máu chuyển, bạn ấn đau ngay vùng liền máu chuyển bạn gờ máu chuyển lớn á, xin lỗi, ấn đau ngay máu chuyển lớn bạn sờ được mà nha. Còn gãy cổ xương đùi thì bạn ấn đau ở tam giác S3 hoặc là ấn đau ngay nếp lằn bạn, các nguyên tắc tam giác S3 và coi giải phẫu lại nha. Thì mà vô hỏi bạn trả lời là phân biệt dựa vào ấn đau tam giác S3, cái hỏi bạn tam giác S3 là gì bạn không biết là xong phim nha. Liên quan đến giải phẫu đó, bạn nhớ tam giác S3. Về mức độ sưng nề thì giống như nãy anh nói, gãy cổ xương đùi nó ít sưng hơn gãy liền máu chuyển, tại vì nó nằm máu nó chảy ra nằm gói gọn trong bao khớp. Còn gãy liền máu chuyển là nó sẽ sưng nề nhiều hơn, đau nhiều hơn, có bầm tím nha, nó dựa vào cái bao khớp đó. Rồi cái cuối cùng là đo chiều dài tương đối và tuyệt đối. Thì các bạn chiều dài tương đối tuyệt đối thì anh không nhắc lại nha, các bạn biết ha. Đây là gai chậu chất trên ha, gai chậu chất dưới nha, đây là ổ cối, à, đây là chõm xương đùi, cổ xương đùi, máu chuyển lớn, máu chuyển bé. À, thì chiều dài tương đối là bạn đo từ máu chuyển lớn là cầu đùi ha, đo từ máu chuyển lớn, xin lỗi, đo từ gai chậu trước trên đến khe khớp gối ngoài. À, còn chiều dài tuyệt đối là từ máu chuyển lớn đến khe khớp gối ngoài. Nếu bệnh nhân có gãy cổ xương đùi ở đây thì chiều dài này thay đổi nhưng chiều dài này không đổi, đúng không? Chiều dài này bạn đo từ đây mà ta gãy ở đây thì mắc gì chiều dài tuyệt đối thay đổi nha. Còn nếu bệnh nhân gãy liền máu chuyển, ví dụ gãy ngay đây nha, thì chiều dài này thay đổi, chiều dài này cũng thay đổi nha. Đó, mình phân biệt dựa vào chiều dài tương đối tuyệt đối là gì ha, mình đo chắc chắn là tuyệt đối sẽ thay đổi, tuyệt đối thay đổi chứng tỏ có gãy xương, có chật khớp gì đó. Nhưng mà ôi xin lỗi, tương đối có thay đổi là có gãy xương, có chật khớp gì đó, nó ngắn lại hoặc nó dài ra gì đó. Nhưng mà khi mà đo thêm cái tuyệt đối mà thấy nó thay đổi nữa thì cái này là gãy liền máu chuyển nha. Tuy nhiên anh nói trên lâm sàng không phải lúc nào cũng hay dựa vào các dấu hiệu này nha. Nãy anh có nói dấu bầm tím muộn, tuy nhiên nếu bệnh nhân té xuống mà đập phần mềm, bạn biết ở những người già phần mềm nó rất là lỏng lẻo, nên cái bầm tím này biết đâu là do cái phần mềm. Bệnh nhân gãy cổ xương đùi nhưng mà bầm tím là do phần mềm chứ không phải là do cái xương này, mà bệnh nhân có nhớ đâu, bệnh nhân có nhớ là lúc nào thấy bầm tím này đâu nha. Rồi thứ hai về mức độ đau, trời, một số người già đau rất là mơ hồ, nhưng một số người rất là nhạy cảm với đau, đụng đau cũng đau, bệnh nhân gãy cổ xương đùi đụng cái mông cũng đau, đụng cái đầu gối cũng đau, cho nên mức độ đau này cũng hơi khó trên lâm sàng. Vị trí đau em nói rồi, đụng đau cũng đau rồi, mức độ đau cũng vậy ha, đụng vô chỗ nào cũng đau thì sao mình đánh giá được mức độ. Rồi sưng nề cũng vậy nha. Còn đo chiều dài này, cái này là anh nói khi có di lệch, còn nếu không có di lệch thì chiều dài nó không đổi, chẳng lẽ không chẩn đoán gãy xương luôn nha. Cho nên cái này vậy là những cái yếu tố này trên lâm sàng thì hơi khó phân biệt, cho nên lâm sàng chủ yếu là dựa vào X-quang, nhưng mà các bạn phải biết lý thuyết ha, để mình làm bệnh án mình chẩn đoán. Ví dụ như bệnh nhân này có dấu bầm tím muộn, có đau rất là dữ dội chẳng hạn, đo chiều dài thấy nữa thì mạnh dạn chẩn đoán sơ bộ là gãy liền máu chuyển. Còn nếu bệnh nhân không có dấu tím muộn, mức độ đau cũng thấp nha, vị trí đau ngay khớp háng, đo hai chiều dài này không đổi, ủa xin lỗi, đo chiều dài tuyệt đối không đổi, thôi mạnh dạn chẩn đoán sơ bộ là gãy cổ xương đùi, chẩn đoán phân biệt là gãy liền máu chuyển ha.
Ngược lại thì cái trên này là chẩn đoán sơ bộ là gãy liên máu chuyển, thì chẩn đoán phân biệt là gãy cổ xương đùi nha. Đó thì các bạn nhớ một số cách để phân biệt nha, nhớ một số cách để phân biệt. Rồi các bạn chuẩn bị xong câu tình huống 2 chưa? Mình sẽ qua tiếp tình huống 2 luôn nè. Xin lỗi, mình sẽ qua tiếp câu 2 của tình huống 1 chứ. Rồi các bạn chuẩn bị hết nha. Rồi, cho hình ảnh X quang. Các bạn nhìn kỹ X quang ha. Nhìn kỹ X quang đi. X quang của bệnh nhân đã được chụp. Rồi. Rồi, bệnh nhân đã được chụp X quang và được mang nẹp chống xoay chân bên phải. Mật khẩu là 0011. Rồi các bạn trả lời. Mật khẩu là 0011. Chỉ mới có bốn bạn đúng được hai câu thôi và chưa có bạn nào đúng cả ba câu. Nhắc nha, chưa có bạn nào đúng cả ba câu. Các bạn sai chủ yếu ở câu 1. Ủa xin lỗi, sai chủ yếu ở câu 2. À anh xin lỗi. Anh chưa đưa đáp án câu 1. Chỉ mới có hai bạn đúng được cả ba câu thôi. Rồi anh đếm ngược 5 giây nha. 5 4 3 2 1. Rồi hết giờ nhé các bạn. Rồi các bạn thấy cái nẹp chống xoay rồi đúng không? Anh đã cho các bạn coi hình. Nẹp chống xoay là một trong những phương tiện bất động trong gãy liên máu chuyển hoặc là gãy cổ xương đùi. Đây là một trong những bất động rất tốt, nhưng các bạn phải biết nó tốt trong trường hợp nào chứ không phải tất cả các trường hợp nó đều tốt, đặc biệt là trong hai loại gãy này, và đặc biệt là khi bệnh nhân mang vào mà nó đau. Tại sao? Tại vì nguyên tắc bất động là để làm gì?
Một là để nó giảm đau, nguyên nhân nhé, mục đích chính của phương pháp bất động là nó giảm đau. Mục đích thứ hai, và mục đích này thường là trong gãy cổ xương đùi, là ở những bệnh nhân mà có gãy loại gạc đinh 1, gạc đinh 2 giống nãy anh nói đó, để nó không chuyển thành gạc đinh 3, 4 thì mình sẽ cho mang nẹp chống xoay với mục đích đó, giảm đau và tránh nó tăng độ, tránh nó tăng từ độ 1, độ 2 lên độ 3, độ 4. Còn trong trường hợp mà bạn bất động mà nó vẫn đau, tức là không đạt được mục đích giảm đau nha, anh đang nói trong trường hợp bạn mang đúng cách nha, và mang giống cái hình mà anh đưa bạn đó nha, trường hợp mang đúng cách và mang đúng cách ha. Tuy nhiên các bạn biết trong gãy cổ xương đùi hoặc liên máu chuyển, đa số các trường hợp đều có bàn chân đổ ngoài, mà bàn chân đổ ngoài tức là bệnh nhân đã là gạt lên 3-4 hoặc là nó xoay rất là nhiều thì mới có bàn chân đổ ngoài, đúng không? Mà bạn muốn mang cái nẹp chống xoay đó đúng thì bạn phải bẻ cái chân bệnh nhân lại 90 độ nha. Các bạn nhớ cái nẹp chống xoay nãy, bạn phải cho anh quên để một cái hình nẹp chống xoay các bạn chờ chút xíu. Đây là cái nẹp chống xoay, bạn thấy bàn chân bệnh nhân bất động 90 độ nó hết đổ ngoài rồi đúng không? Và cái yếu tố chống xoay là cái yếu tố nào? Các bạn để ý cái chống xoay là cái này nha, ở đây nó một cái thanh ngang, bên kia nó cũng có thanh ngang qua bên kia nữa nha, ở phía đối diện đó, nó một thanh ngang qua để nó nằm sát mặt đất, nó không có xoay cái bàn chân qua lại được nha, nó giống như một cái chữ T vậy đó, ha, chữ T trên L, chữ T ha. Nó có hai cái cành này ra để nó ôm nó song song với cái mặt phẳng ngang á, đặt cái chân xuống nó không, bàn chân bệnh nhân không có xoay qua xoay lại được thì gọi là chống xoay. Chứ bạn mang cái này mà nó không có cái thanh này là không có chống xoay được nha, nó xoay với anh xoay à nha, cái yếu tố chống xoay. Cho nên ngắn dài không quan trọng nha, ngắn dài đâu quan trọng. Ví dụ như bệnh nhân mang qua gối giống trường hợp nãy, cái này dạng đây nó cũng đâu qua được ổ gãy đâu đúng không, nó cũng đâu qua được ổ gãy, nó khác gì nhau đâu. Cho nên yếu tố chống xoay là cái này, cho nên ngắn hay dài nó không quan trọng. Và thứ hai là khi mình bẻ cái chân bệnh nhân đang từ xoay ngoài mà bẻ lên thẳng thì rất là khó để cho cái hai cái mặt gãy nó khớp lại với nhau được. Thế cho nên bệnh nhân thông thường mà bạn thấy bệnh nhân có bàn chân đổ ngoài và bạn cho mang cái nẹp này sẽ, bệnh nhân sẽ rất là đau, rất là đau, không đạt được mục đích giảm đau. Mà phương pháp bất động không đạt được mục đích giảm đau thì bạn bất động làm gì nữa? Cho nên đáp án sẽ là bỏ luôn cái nẹp, không cần mang nữa. Nhớ nha. Cho nên trên lâm sàng các bạn sẽ gặp gãy liên máu chuyển hoặc gãy cổ xương đùi mà bệnh nhân có bàn chân đổ ngoài, ở tuyến dưới cho mang cái nẹp và bệnh nhân chịu không nổi, đau quá bệnh nhân chịu không nổi thì cái bàn chân nó cũng xoay ngoài lọt cái lỗ này nè. Nha, cái chân bệnh nhân tới đây cái bàn chân nó cũng xoay ngoài, nó gọt cái lỗ này nè, cái lỗ ngay đây nè. Nha. Nha, chân bệnh nhân xoay lọt qua cái lỗ này à. Nha, đi lâm sàng bạn sẽ thấy. Nha, cái bàn chân bệnh nhân từ đây nè. Nha. Không có vuông gốc, cái cổ chân hết vuông gốc, nó lọt qua đây nè. Nha, cái đó là thất bại rồi ha. Và bệnh nhân chịu không nổi, bệnh nhân tự cái chân bệnh nhân tự, tại vì rất là đau khi mà mình bẻ lại gì á, thì nếu hai mặt gãy nó không khớp thì nó càng ngày càng di lệch nữa. Nha, nó càng ngày càng lệch. Ví dụ như bệnh nhân đã gãy gạc lên 4, bạn biết cái chỏm mà nó nằm trong ổ cối á, cái chỏm mà gãy á, nó nằm trong ổ cối á. Nha. Nha, ví dụ gạc lên 4 cái bàn chân xoay ngoài là nó lên đây rồi. Nha. Nha, bạn muốn xoay cái này vô đây thì bạn xoay lại nó sẽ đẩy cái chỏm này nó gục xuống đây. Cho nên nha, thì cái khi đó nó gì nè. Nha, chứ nó không có khớp vô được cái này. Nha, bạn bẻ cái này, bạn bẻ cái này lại thì nó đẩy cái này nè, nó đẩy cái chỏm này nó đứng đứng lên. Nha, nó cũng không có khớp vô được mà bệnh nhân sẽ rất là đau nữa. Nha, nên bạn nhớ nẹp chống xoay trên thực tế lâm sàng mà bệnh nhân có bàn chân đổ ngoài thì rất là ít khi mà nó có tác dụng giảm đau cho bệnh nhân. Trừ trường hợp gãy gạc lên 1 2, lúc đó gãy mà gãy đặt lên 1 2 thì làm gì có bàn chân đổ ngoài. Đúng không? Gạt đến 1 2 đó bàn chân bệnh nhân ngoài thì mình
sẽ mang nạp chống xoay cho bệnh nhân để bảo vệ cái gạt đinh 1-2 không có chuyển thành 3-4, mình sẽ tiên lượng tốt hơn. Khi mình kết hợp xương xong, mình sẽ tiên lượng cho bệnh nhân tốt hơn. Rồi các bạn nhớ ha, cho nên trên sau này khi mà đi thực tế lâm sàng, các bạn thấy một bệnh nhân gãy cổ xương đùi đi muốn chuyển mà có bàn chân đổ ngoài, thì không cần phải cho bệnh nhân mua cái nẹp chống xoay làm gì ha, cứ để vậy đi, bệnh nhân sẽ giảm đau nhiều hơn là bạn bất động nha. Nhớ nha, đây là một trong những cái hai cái loại gãy đặc biệt mà không cần phải bất động cho bệnh nhân nếu bệnh nhân đã có bàn chân đổ ngoài nha. Rồi đây các bạn, để anh gửi tình huống hai qua cho các bạn. Tại hôm nay thì chắc nhanh. À, hôm nay chỉ 4 câu thôi, do hôm nay anh dạy bù, không phải là trong trong bài chính thức của anh dạy, anh dạy bù giùm thầy thôi, nên anh chỉ cho 4 câu thôi nha. Anh vẽ đỉnh quá trời, anh vẽ thấy ghê mà đỉnh cái gì. Rồi các bạn đăng nhập vô câu 1, câu 2 của tình huống 2 giùm anh nha. Anh quên, anh chưa mở, đợi anh mở ra anh cái các bạn. Hình như anh chưa mở. Dạ anh ơi, vậy câu lúc nãy là điều trị sao anh? À quên, còn phần điều trị anh nói rồi, đóng đinh nội tủy. Nha, yeah, đóng đinh nội tủy. Nãy lúc trong phần bà nhắc lại lý thuyết anh đã có nói với các bạn rồi ha. Là đinh nội tủy và nẹp DHS sẽ là ưu tiên nha. Trong gãy liên máu chuyển thì đinh nội tủy và nẹp DHS sẽ là ưu tiên trong gãy đầu, trong gãy liên máu chuyển, nhớ nha. Còn ở gãy cổ xương đùi là mắc phích. Rồi anh mở câu 1, câu 2 của tình huống 2 rồi đó ha, các bạn đăng nhập. Rồi chuẩn bị mình vô luôn tình huống 2 nha. Nãy gãy liên máu chuyển rồi thì giờ tới gãy cổ xương đùi. Rồi tình huống 2. Bệnh nhân nam 37 tuổi. Cái này không có hình ảnh nhưng mà nó hơi dài, các bạn đọc kỹ để lấy ý để các bạn làm ha. Bệnh nhân nam 37 tuổi. 10 ngày trước bệnh nhân bị tai nạn giao thông thì té xe, sau té thì đau háng trái nhưng mà bệnh nhân vẫn đi lại được. Tại vì dịch bệnh nên bệnh nhân không vô bệnh viện khám. Thì trong vòng 9 ngày sau khi bị tai nạn á thì bệnh nhân vẫn đi lại nhẹ nhàng được, nhưng mà khi đau, khi đi á bệnh nhân cảm giác đau. Đau tăng lên khi bệnh nhân đi, nhưng mà vẫn đi được nha, vẫn đi được. Có mua thuốc uống và có giảm đau. Tuy nhiên vào trước khi nhập viện một ngày, tức là bước sang ngày thứ 10 á, thì khi đang bệnh nhân từ trên giường mà bước xuống đất thì đột ngột vùng háng đau tăng nhiều hơn và không thể đi tiếp được, không đi được nữa, nên bệnh nhân vào viện. Rồi mật khẩu của câu 1 tình huống 2 là 9595. Rồi các bạn nhập mật khẩu làm bài ha, 9595. À, anh xin lỗi các bạn ơi, các bạn ơi, anh chọn lộn cái các bạn ơi, các bạn đăng nhập lại tình huống 2 câu 1 giùm anh ha. Anh xin lỗi các bạn, lót lại, đăng nhập lại giùm anh ha. Các bạn, anh đã đổi mật khẩu, anh đã đổi mật khẩu. Anh xin lỗi, nãy anh để lộn chế độ là chọn một câu trả lời đúng. Rồi các bạn lót lại cái tình huống 2 câu 1 giùm anh. Anh đổi mật khẩu rồi, khoảng 1 phút nữa anh sẽ công bố lại mật khẩu mới để các bạn vô làm cùng một lúc.
Rồi các bạn nhập lót lại rồi nhập thông tin lại nha. Các bạn lót nha, các bạn đừng lót lại đi rồi nhập thông tin lại rồi anh sẽ cho mật khẩu mới. Các bạn ơi chưa, các bạn lót lại đi. Có một số bạn chưa lót lại, các bạn trả lời đó, là nó bị lỗi. Rồi anh sẽ cho các bạn lót lại ha, nhập mật khẩu mới nha. Rồi mật khẩu mới là 9596. Rồi các bạn nhập mật khẩu và trả lời lại ha. Các bạn để ý câu 2 là chọn nhiều câu đúng chứ không phải chọn một câu đúng nha. Mật khẩu mới là 9596. Câu 2 là chọn nhiều câu đúng đó. Rồi anh đếm ngược nha, 5 4 3 2 1. Rồi hết giờ nha các bạn. Rồi các bạn để ý bệnh nhân này. Bệnh nhân bị 10 ngày nhưng mà bệnh nhân vẫn đi lại được. Cái này là yếu tố rất quan trọng nha. Bệnh nhân bị 10 ngày té, có tiền sử té 10, có bệnh sử là 10 ngày trước bị té nha, sau đó đi lại được nhưng mà đi lại đau, thì chứng tỏ bệnh nhân có vấn đề đó ở khớp háng, có thể chấn thương phần mềm nha, có thể là gãy xương. Nhưng mà bệnh nhân chỉ một bước, sau đó 9 ngày, trước đó có bước đi 9 ngày, tự nhiên bước từ dưỡng dưới đi không được nữa, đột ngột đau tăng hơn không thể đi tiếp được, thì nghĩ đến gãy xương đúng không? Thì nghĩ cái chữ không thể đi tiếp được thì mình sẽ nghĩ đột ngột với một cái lực
mà bước từ giường xuống, không phải là té xuống nữa, giờ bước từ giường xuống mà không thể đi tiếp được nha, thì nghi ngờ là gãy xương. Nếu mà chỉ là, nếu mà không có khúc trên, chỉ từ bắt đầu khúc này nha, từ bước xuống giường mà té thì bạn nghĩ đến gãy xương là do gì? Do bệnh lý đúng không? Bệnh nhân có một khối u nó làm xương mềm ra, chỉ một cái lực rất là nhẹ thì bệnh nhân cũng gãy xương. Tuy nhiên bệnh nhân có tiền sử là có té tai nạn giao thông 10 ngày trước rồi nha, và trong 9 ngày đi đau đau nha, cho nên mình có thể nghĩ đến 10 ngày trước bệnh nhân đã có gãy xương. Mà gãy cái gì mà vẫn đi lại được không? Gãy cái gì vẫn đi lại được các bạn? Các bạn nhớ là định nghĩa gãy xương, định nghĩa gãy xương là sự mất truyền lực nha, là sự mất truyền lực qua cái đoạn xương đó. Ví dụ gãy xương 1 phần 3 giữa cẳng chân thì lực truyền từ gối xuống tới 1 phần 3 giữa cẳng chân, nó xuống dưới không được nữa. Tuy nhiên nếu vẫn xuống lực, vẫn xuống được một phần thì đó là gãy không hoàn toàn. Thì trong trường hợp này bệnh nhân vẫn đi lại được sau té mà có gãy xương, tức là gãy không hoàn toàn. Mà gãy không hoàn toàn, gãy luôn mối chuyển, hiếm khi nào gãy không hoàn toàn lắm nha, gãy mối chuyển tại cái vùng mối chuyển chịu lực cũng nhiều lắm nha, gãy hiếm chuyển hiếm hoàn toàn. Và thứ hai gãy liên mối chuyển rất là đau nha, gãy liên mối chuyển rất là đau. Cho nên nha, nghĩ đến bệnh nhân gãy không hoàn toàn là cổ xương đùi mà là gạt đinh, gạt đinh một nha, bệnh nhân bị gãy gạt đinh một tức là gãy không hoàn toàn, do đó bệnh nhân vẫn đi lại được. Nhưng sau đó 9 ngày bệnh nhân đi trong vòng 9 ngày, một nó sẽ chuyển thành hai không, từ gãy không hoàn toàn nó chuyển thành gãy hoàn toàn, và từ hai nó chuyển thành ba, nó lệch một phần, và tới cái bốn này đôi khi nó chuyển luôn bốn, từ ba bốn là bệnh nhân đã không đi được nữa rồi nha. Có thể là từ gạt đinh một, ngay từ ban đầu bệnh nhân gạt đinh một mà chuyển thành ba bốn nha. Nên bệnh nhân với mình có thể nghĩ đến bệnh nhân đang ở gạt đinh 3 hoặc là 4 nha. Đúng không? Rồi, sử dụng câu này để trả lời câu sau. Hình ảnh X-quang. Mật khẩu, tình huống 2, 9595. Rồi, các bạn trả lời. Đây là câu hỏi cuối cùng trong bài hôm nay. 9595. Không hiểu được anh ơi. Mật khẩu bị sai rồi anh ơi. À, anh xin lỗi, 5454 anh chưa đổi, mật khẩu là 5454. Mật khẩu là 5454 nha các bạn. Rồi anh đếm nha. 5 4 3
2 1. Rồi hết giờ nhé các bạn. Rồi anh sẽ giải thích câu này và câu trước luôn nha. Rồi các bạn thấy hai cái bè xương nó còn có dính nhau nữa đâu các bạn, nhớ không, nhớ lý thuyết hồi nãy không? Đây là gạt đinh 4 à, đây là kiểu gạt đinh loại 4. Rồi hướng điều trị trường hợp này là gì? Thì các bạn biết, các bạn để anh, các bạn nhìn, để anh chia sẻ bạn cái này. Các bạn nhìn thấy màn hình anh chia sẻ ha, đây là yếu tố nguy cơ hoại tử chỏm trên một bệnh nhân có gãy cổ xương đùi, hip fracture, gãy xương, gãy cổ xương đùi ha. Thì yếu tố này, nguy cơ này đầu tiên là liên quan đến thông tin bệnh nhân ha, liên quan đến tuổi, liên quan đến giới ha, ethnicity là chủng tộc các bạn. Reproductive factor là những yếu tố liên quan đến hóc môn á, ví dụ bệnh nhân suy giảm hóc môn này nọ đó, liên quan có cái xương thôi. Và yếu tố gia đình. Nè, đây là những yếu tố liên quan. Bệnh nhân càng già thì cái tiên lượng cái chỏm hoại tử này nó càng cao nha. Già nữ thì thường liên quan đến yếu tố hóc môn nè các bạn. Nha, mạch máu và loãng xương nha, chủ yếu các bạn tiên lượng cái hoại tử chỏm mà dựa vào mạch máu. Nha, tiền sử bệnh nhân có rối loạn đông máu gia đình ví dụ vậy nha, bệnh nhân cân nặng của bệnh nhân nha, bệnh nhân ví dụ bệnh nhân thừa cân béo phì cũng có nguy cơ, hay bệnh nhân quá ốm yếu ăn dinh dưỡng kém quá liên quan yếu tố dinh dưỡng ha, ăn kém quá cũng bị ha, bệnh nhân đặc biệt là hút thuốc nha, những bệnh nhân hút thuốc bạn, các bạn nhớ những bệnh nhân hút thuốc thường là dễ bị hư cái mạch máu á, tổn thương mạch máu, dành máu nó nuôi cái chõm xương đùi không nổi. Uống rượu cũng có ha, mức độ hoạt động của bệnh nhân hoặc là chế độ dinh dưỡng nha. Rồi một số bệnh lý, nhưng các bạn không thấy tất cả bệnh lý này không có bệnh nào liên quan đến cao huyết áp hết nha. Và chủ yếu hoại tử chõm liên quan đến gì? Liên quan yếu tố thần kinh. Bạn thấy nè, depression là trầm cảm cũng có nè nha, neurologic disorder ha, brain injury, những bệnh nhân mà có liên quan bệnh lý thần kinh nó thường dễ bị hoại tử chỏm xương đùi sau một cái gãy cổ xương đùi lắm nha. Ha, ví dụ diabetic là tiểu đường nha, celiac này rối loạn chuyển hóa không phải là cardiac nha, celiac thì di rối loạn chuyển hóa thôi nha các bạn thấy ha, chủ yếu là liên quan đến yếu tố và một số bệnh lý nhưng mà không có tăng huyết áp. Tiểu đường thì có nhưng không có tăng huyết áp nha. Bạn nhớ không có tăng huyết áp. Thì cái yếu tố nguy cơ hồi nãy á, yếu tố nguy cơ hồi nãy anh có để. Đầu tiên là hút thuốc, có ha, rượu bia có ha, không có tăng huyết áp, có tiểu đường, ok ha. Còn tiền sử gãy xương vùng cẳng chân, bàn chân thì liên quan gì đâu? Lượng nước sức ngập không có ha. Phương tiện là ngày không liên quan, tình trạng dinh dưỡng có ha, nên câu trả lời là hút thuốc, rượu bia, tiểu đường, tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân nha. Và yếu tố nguy cơ nữa để mình lựa chọn coi coi mình nên bảo tồn chỏm, chắc chắn là phẫu thuật rồi các bạn, nên loại bỏ cái suy nghĩ trong đầu là loại bỏ cái suy nghĩ điều trị bảo tồn mà bó bột ở các bệnh nhân này ha. Tất cả các gãy xương của xương đùi thì đừng nghĩ đến chuyện bó bột nha, miễn có một cái vết gãy nào đó ở trên xương đùi mà bạn điều trị bảo tồn là thường là đi núi lắm đó nha, trừ những trường hợp nào là bất khả kháng hoặc trường hợp này chỉ bị nứt nhẹ cái vỏ xương thôi
thì mình mới cho bệnh nhân mang nẹp, mang cái nẹp giải hay là cái nẹp bột nhẹ thôi nha. Chứ còn đa số gãy xương ở xương đùi là mình phải phẫu thuật hết nha, hoặc là bệnh nhân không lên bàn mổ được, bệnh nhân đưa vô mổ là chết, bệnh nhân đang hấp hối chẳng hạn, bệnh nhân đang suy hô hấp, bệnh nhân đang hấp hối, mình đi mổ cái nập xương đùi làm gì, đúng không? Hay chỉ những bệnh nhân mà không mổ được thôi. Hay chứ thường là gãy cổ xương đùi là gãy ở xương đùi là phải điều trị phẫu thuật hết. Cái đó mình bật nhớ, các bạn bỏ câu bỏ bộ qua giùm anh. Rồi cái thứ hai là mình sẽ tiên lượng trên bệnh nhân này. Bạn nãy bằng cái hình X quang các bạn nhớ ha, bệnh nhân gạt đinh 4, gãy gạt đinh 4 thì nãy anh có nói lý thuyết rồi đúng không, gãy gạt đinh 4 là cái mạch máu, thì các bạn nhớ nhớ cái hình hồi nãy á, để anh chia sẻ lại. Thì các bạn thấy bệnh nhân gãy gạt đinh 4 thì những cái mạch máu mà nó đi sát xương này chắc chắn là đứt gãy hết, cho nên nguy cơ hoại tử chậm rất là cao, rất là cao. Thứ hai, một lý do thứ hai là bệnh nhân đã 10 ngày mới vô với mình nha, 10 ngày mới vô với mình, cái mạch máu cho dù vô mình là gạt lên phải gạt đinh 4 đi, gạt đinh 3 đi chẳng hạn, gạt đinh 2 chẳng hạn, thì 10 ngày đây đi nó nhúc qua nhúc nhích nhích qua nhúc lại, nó bị dập hết rồi nha. Cái xương gãy này không vững, bệnh nhân đi, mỗi lần bệnh nhân đi mà nó đau là ổ gãy nó sụp sịch, mỗi lần bệnh nhân đi mà đau tức là ổ gãy nó đã bị động, mà ổ gãy bị động thì mạch máu này sẽ bị dập nha. Mà tới 10 ngày tức là nó đã tổn, nó đã tiên lượng nó dập dữ dội rồi, mà để tới gạch lên 4 giờ đứt hết. Cho nên hai yếu tố để mình quyết định không thể nào bảo tồn chậm được, đó là bệnh nhân vô quá trễ, thứ hai là gãy gạch lên 4 rồi nha. Đây là hai tiên lượng rất là xấu nha. Cái bản hồi nãy anh cho bạn là liên quan đến yếu tố bệnh nhân thôi, còn cái liên quan trực tiếp là liên quan đặc điểm của ổ gãy nha. Rồi các bạn nhớ thêm một số yếu tố, nếu nếu như bệnh nhân này khai khai thác bệnh sử ra, bệnh nhân hút thuốc, bệnh nhân hay đi nhậu nữa, rồi thôi dẹp bỏ cái chân này luôn ha, dẹp bỏ cái chỏm này đó, chắc chắn là nó hoại tử rồi đó, không phục hồi được đâu nha. Rồi cho nên bệnh nhân này, các bạn nhớ, cho nên bệnh nhân này sẽ được thay khớp chứ không phải là kết hợp xương. Bảo tồn chỏm là kết hợp xương, hay nói điều trị bảo tồn chỏm là bạn kết hợp xương, đó là bạn giữ lại chỏm, còn thay khớp là bạn bỏ cái chỏm nha. Thì bệnh nhân này bảo tồn chỏm không nổi, cho nên bệnh nhân sẽ được điều trị bằng kết hợp xương nhớ nha. Bệnh nhân này, ôi xin lỗi, bệnh nhân điều trị bằng thay khớp háng, vậy thay toàn phần hay bán phần đó, đặt ra một vấn đề trên lâm sàng nữa là thay khớp háng toàn phần và thay khớp háng bán phần. Anh quên để một cái slide để phân biệt hai cái này, anh sẽ nói các bạn ghi lại ha, bạn nhớ ha, khi nào mình thay khớp háng toàn phần và khi nào thay khớp háng bán phần. Các bạn xíu để anh cho các bạn coi cái hình giữa toàn phần bán phần. Các bạn thấy cái hình này là thay toàn phần và hình này là thay bán phần. Thì giữa bán phần toàn phần khác nhau chỗ là toàn phần bạn phải là toàn phần là bạn làm luôn cái ổ cối, bán phần thì bạn chỉ cần làm
chỉ bằng thay cái chỏm này thôi, không có liên quan ổ cối nha. Tức là ổ cối vẫn giữ nguyên, bạn chỉ bỏ cái chỏm này thôi, không đụng gì tới ổ cối hết nha. Và toàn phần là bạn mài luôn ổ cối, bạn gấp một cục inox vô trong ổ cối luôn nha, gọi là toàn phần nha. Là cái cục bự này nó dính vô ổ cối nha, còn còn bán phần là cục bự này nó không dính vô ổ cối. Vậy hai cái này khi nào mình chọn toàn phần và khi nào mình chọn bán phần? Thì toàn phần thì đầu tiên vô cái chỉ định đầu tiên để bạn thay, chắc chắn là bệnh nhân này sẽ thay toàn phần, đó là cái ổ cối này nó bị hư. Cái ổ cối này nè nó bị hư, và khi nào thì bệnh, những bệnh lý nào thì làm cho ổ cối này bị hư? Thứ nhất là bệnh nhân bị hoại tử chỏm nha. Hoại bị chỏm nó kích thích cái phản ứng viêm, nó làm hoại tử luôn cái ổ cối này. Thứ hai, thoái hóa khớp nha. Thoái hóa khớp thì thoái hóa thì nó thoái hóa cả hai mặt khớp luôn, chứ không 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 có lý do gì mà nó khớp thoái hóa cái mặt chỏm này mà nó không thoái hóa cái sụn này hết nha. Nếu mà hoại tử chỏm ở giai đoạn đầu thì có thể giữ được cái ổ cối, nhưng mà có thể giữ được ổ cối, nhưng mà nếu mà thoái hóa khớp mà để lâu ngày thì thường là thoái hóa khớp khi mình có triệu chứng là nó đã thoái hóa cả hai mặt khớp rồi à, cho nên thường là hai bệnh lý đó, hoại thoái hóa khớp và hoại tử chỏm, mình sẽ thay toàn phần luôn, không cần phải cân nhắc toàn phần hay bán phần. Rồi khi nào mình mới cần cân nhắc coi bệnh này thay toàn phần hay bán phần? Thứ hai là trường hợp ổ cối bệnh nhân không bị hư, tức là ổ cối còn ngoan, còn nguyên vẹn, nhất là trong gãy liên máu chuyển hoặc là gãy cổ xương đùi, thì nó ổ cối chỗ này vẫn còn nguyên vẹn, thì mình lúc này mình mới tính coi là bệnh nhân, phân vân coi bệnh nhân nên thay toàn phần hay phải bán phần. Mình sẽ dựa vào các bạn, nếu mà các bạn đọc sách cũ các bạn thấy thấy một một con số đó là 70 tuổi. Bạn thấy một số 70 tuổi nha, và đa số bạn đọc sách tiếng Việt bạn sẽ thấy chữ 70 tuổi. Nhưng mà các bạn phải biết tại sao 70 tuổi, 71 tuổi thay được không, 69 tuổi thay được không à, nên con số 70 tuổi này tới thời điểm này nó không hợp lý nữa nha. Tại sao người ta chọn con số 70? Tại vì giữa người già người trẻ, các bạn, người ta nói là người già là trên 70 còn người trẻ là dưới 70. Nhưng các bạn đã thấy cuốn sách nó để không? Anh có cái slide nó để không? Người ta coi John là nhỏ hơn 85 tuổi, là John rồi đó. Thấy bạn nâng cái tự giữa trẻ già lên chưa? Nha, thấy quan điểm nó thay đổi, rất là thay đổi ha. Nha. Cho nên con số tuổi này để bạn lựa chọn giữa bán phần và toàn phần vừa bạn mức độ 70 tuổi này là sai. Nha, không cần dựa vào 70 tuổi, mà người ta dựa vào cái gì mới đúng? Ta dựa vào mức độ đi lại của bệnh nhân. Bạn cứ tưởng tượng nếu mà bệnh nhân đi với một cái chỏm nhân tạo bằng inox và một cái ổ cối bình thường nha, nếu mà bệnh nhân đi lại nhiều thì cái ổ cối này nó sẽ bị mòn nha. Một bên là inox, một bên là mô sụn bình thường con người. Bệnh nhân đi nhiều quá nó sẽ bị mòn, mà mòn thì nó sẽ dễ, nó mòn từ từ, mòn mòn nó sẽ vỡ cái này nha. Nó gây một bệnh cảnh gọi là trật khớp háng trung tâm, tức là cái này nó mòn 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 nó mỏng quá, bệnh nhân chống chân xuống đi cái chỏm này đội nó lọt đi trong tiểu khung luôn nha, gọi là trật khớp háng trung tâm á, nha, là gãy vỡ cái ổ cối khớp háng nhân đạo chọc vào trong luôn nha, đó là gãy khớp háng trung, trật khớp háng trung tâm nha. Cho nên ở những bệnh nhân mà có mức độ đi lại nhiều thì mình phải bắt buộc thay toàn phần cho bệnh nhân, không thay bán phần nhé. Tại tại những bệnh nhân này, tại những bệnh nhân này đi nhiều mà, cho nên nếu anh đã từng trên lâm sàng đã từng gặp một ông cụ 80 tuổi, ông này 80 tuổi rồi mà một ngày ổng đi bán vé số mười mấy cây số gì đó nha, ổng đi bán vé số á, ổng bị gãy cổ xương đùi nha, do bị xe tông, giờ bảo trợ ổng tất nhiên không có tiền thay khớp, tại bạn biết bộ thay khớp toàn phần tới 70-80 triệu, nên ổng có mạnh thường quân cho tiền ổng thay khớp. Thì chẳng lẽ bạn người ngồi trước theo quan điểm hồi xưa lớn hơn 70 tuổi, lớn hơn 70 tuổi là sẽ thay toàn phần, ủa xin lỗi, thay bán phần, còn nhỏ hơn 70 tuổi sẽ thay toàn phần nha, giữa người trẻ người già, người trẻ sẽ thay toàn phần và người lớn tuổi sẽ bán phần. Nhưng không, chẳng lẽ ông cụ này bạn thay bán phần ổng, ngày ông đi mười mấy cây số, ông đi cỡ chừng
3-4 tuần là cái khớp háng này ông vỡ quá nha, cái ổ cối của ông vỡ quá nha. Cho nên dựa vào mức độ đi lại, bệnh nhân đi lại nhiều, cho nên ở những bệnh án bệnh sử mà gãy cổ xương đùi, các bạn bắt buộc phải khai thác thêm là mức độ đi lại của bệnh nhân trước khi gãy xương nha, bạn phải khai thác thêm mức độ đi lại của bệnh nhân để bạn coi bệnh nhân này sẽ thay khớp toàn phần hay bán phần nha. Rồi ở những bệnh nhân trẻ thì chắc chắn bệnh nhân sẽ đi lại nhiều rồi, ông này bệnh nhân này mới 37 tuổi, bệnh nhân này 37 tuổi nhé, ổng hoạt động quãng đời của ông mấy mấy chục năm nữa nhé, ổng đi lại rất là nhiều sau mấy chục năm nữa, cho nên bạn không thể nào thay bán phần cho ông này được, bắt buộc phải thay toàn phần nha. Cho nên mức độ đi lại chính là lý do để mình lựa chọn bán phần hay toàn phần cho bệnh nhân. Rồi, đó là đáp án câu trả lời ha, là thay khớp háng toàn phần cho bệnh nhân này. Rồi, hết bài hôm nay, các bạn có gì hỏi không? Rồi, có bạn hỏi, bệnh nhân nữ 50-60 tuổi gãy cổ xương đùi, biến chứng của sử dụng corticoid quá nhiều thì mình nên điều trị nào? Thì bệnh nhân sử dụng corticoid quá nhiều thì có nguy cơ bệnh nhân bị gì? Kết xương nha. Bệnh nhân kết xương có ảnh hưởng mạch máu không? Có ảnh hưởng mạch máu, ảnh hưởng thần kinh nha. Cho những bệnh nhân này thì mình sẽ thay khớp háng toàn phần cho bệnh nhân luôn. Một số bạn sợ bệnh nhân bị kết xương tiểu đường hay gì đó sợ, thì mình nói chung mình điều chỉnh liều cho bệnh nhân, ổn định những cái bệnh lý nội khoa thì mình phẫu thuật được thôi. Còn phẫu thuật thì chắc chắn là phẫu thuật thay toàn phần cho bệnh nhân. Ủa xin lỗi, phẫu thuật là chắc thay khớp háng chứ không có đập xương nha, mình sẽ thay khớp háng bệnh nhân này. Bệnh một bạn hỏi cần khai thác tăng huyết áp của bệnh nhân đánh giá phẫu thuật. Bạn ơi, cái này là mình cái tăng huyết áp và cái phẫu thuật nó không có liên quan với nhau cả, bạn nhớ nha. Bạn nhớ tăng huyết áp nè, tiểu đường nè, mình không thể căn một phẫu thuật viên không có căn cứ việc này để mình không mổ cho bệnh nhân được nha. Tại sao? Tại vì huyết áp mình có thể điều chỉnh nha, huyết áp mình theo chỉnh, tiểu đường mình có thể, đường huyết mình có thể điều chỉnh được cho bệnh nhân. Phẫu thuật viên không thể nào lấy lý do là bệnh nhân bị tăng huyết áp, bệnh nhân bị đường huyết cao nên mình không mổ cho bệnh nhân là sai. Mình không mình trì hoãn thôi chứ phải là không mổ nha. Ví dụ đáng lẽ mình mổ là bệnh nhân lúc 3 giờ chiều, giờ mình chỉnh lại huyết áp, mình chỉnh lại đường huyết 4 giờ ổn, mình đem đi mổ bình thường nha. Cho nên mình không có thể dựa vào tăng huyết áp hay là tiểu đường để mình coi bệnh nhân phẫu thuật hay không. Rồi một bạn nữa hỏi là hoại tử chỏm trên lâm sàng có những dấu hiệu gì? Thì hoại tử chỏm thì chủ yếu những triệu chứng nó rất âm thầm nha các bạn. Hoại tử chỏm triệu chứng nó âm thầm. Hoại tử chỏm cũng là một trong những bệnh lý liên quan đến mạch máu. Hoại tử chỏm là những bệnh lý liên quan gì, nó liên quan đến tiền sử kết hợp xương gãy cổ xương đùi nha. Bệnh nhân ví dụ bệnh nhân vô mình tiên lượng, à bệnh nhân này có nguy cơ hoại tử chỏm thấp nè, mình kết hợp xương đi, nhưng bệnh nhân này xui, nó vô cái tỷ lệ ví dụ như tiên lượng là chích là 10% là hoại tử chỏm thì bệnh nhân này vô ngay 10% thì bệnh nhân sẽ hoại tử chỏm. Thì triệu chứng của hoại tử chỏm là chủ yếu là bệnh nhân hoặc hoại tử chỏm mà nếu không do tiền sử chấn thương á, thì có thể là do bệnh nhân hút thuốc quá nhiều hoặc là bệnh nhân bị một số rối loạn về đông máu chẳng hạn, hoặc là bệnh nhân bị những bệnh miễn dịch nha. Một số bệnh miễn dịch á, nó cũng gây ra hoại tử chỏm xương đùi, ảnh hưởng đến mạch máu nên nó làm hư những mạch máu nhỏ nha, thì nó cũng bị hoại tử chỏm. Thì hoại tử chỏm chỉ là bệnh nhân đau thôi, đau âm ỉ đâm ỉ, đau tăng, đau kiểu triệu chứng viêm các bạn, đau kiểu viêm á và viêm khớp á nha. Nó đau nó nhức rồi nó thiếu máu nuôi, đau nhức vậy đó thôi, đau âm ỉ càng ngày càng tăng, đến lúc nào đó đau chịu không nổi, uống thuốc không giảm thì bệnh nhân vô viện chụp lên mới thấy. Còn để phát hiện hoại tử chỏm sớm á, thì chủ yếu mình chụp MRI mình mới phát hiện được nha. Giá chụp X-quang mà để phát hiện sớm thì rất là khó, hầu như không phát hiện được. MRI cũng phát hiện được, chỉ có chụp CT scan cũng phát hiện được, chỉ có chụp MRI mình mới phát hiện sớm được cái hoại tử chỏm, mình mới điều trị tốt cho bệnh nhân. Thì điều trị hoại tử chỏm
người ta sẽ chụp cái MRI, người ta coi hoại tử chỗ nào, người ta chứ không phải là hoại tử chởm là giai đoạn sớm á, là người ta sẽ coi chụp MRI lên coi, không phải là hoại nó cái mạch máu nó tắc một cái là nguyên cái chởm nó hoại tử, nó hoại tử một phần nhỏ trong cái chởm đó, thì ta sẽ đánh dấu cái chỗ hoại tử, người ta đục một cái lỗ từ ngoài vô, người ta lấy hết cái mô hoại tử, người ta bơm cái, ta sẽ đưa cái xương xương sự ghép xương á, ta đưa xương nhân tạo hoặc là lấy xương tự thân của bệnh nhân ta đưa vô cái lỗ mà khuyết xương đó, thì cái cách đó chỉ làm tăng cái làm kéo dài cái thời gian mà không phải thay khớp háng cho bệnh nhân thêm khoảng 10 đến 15 năm thôi. Nên ví dụ như mình không làm thì bệnh nhân khoảng một tuần sau bệnh nhân phải thay khớp, đau chịu không nổi nha, tới lúc hoại tử hết hết cái chỏm rồi thì phải thay khớp. Còn nếu mình làm cái đó thì mình phải kéo dài cái thay khớp cho bệnh nhân thêm 15 năm nữa, tức là 15 năm sau bệnh nhân phải thay khớp, chứ không phải là đó là điều trị triệt để nha. Đã hoại tử chỏm thì mình chỉ điều trị được yếu tố nguy cơ của bệnh nhân thôi, ví dụ đang hút thuốc lá thì mình bắt bệnh nhân đừng hút nữa, mình làm cái đó thì hy vọng bệnh nhân mới không bị hoại tử tiếp được ha. Rồi một bạn hỏi là khi bệnh nhân bị gãy liên máu chuyển, nếu bất động nẹp chống xoay không được thì bất động phương pháp khác, chủ yếu bạn cho bệnh nhân nằm một tư thế bàn chân đổ ngoài là bệnh nhân đỡ đau rồi các bạn nha. Trên lâm sàng các bạn thấy bệnh nhân gãy liên máu chuyển thì có đùa các bàn chân đổ ngoài á, bạn cứ để vậy là bệnh nhân, miễn là bệnh nhân không đau thôi, bệnh nhân sẽ kiếm một cái tư thế không có đau để bệnh nhân nằm thì cứ giữ đó. Thì theo nghiên cứu các bạn, gãy liên máu chuyển hoặc gãy cổ xương đùi á thì thường bệnh nhân cái nguy cơ tử vong sau 2 ngày của bệnh nhân rất là cao, nên ở nước ngoài á người ta mổ rất là sớm, bệnh nhân vô á là làm đủ hết xét nghiệm là ngày hôm sau bệnh nhân được mổ rồi, 1 2 ngày đầu là mổ rồi chứ không bao giờ để lâu đâu, trừ khi bệnh nhân có yếu tố nguy cơ phẫu thuật rất là cao, bệnh nhân đang sử dụng thuốc kháng đông chẳng hạn không thể phẫu thuật được, hoặc bệnh nhân đang có một bệnh lý gì đó mà không thể phẫu thuật thì mình mới trì hoãn thôi nha. Còn đa số bệnh nhân gãy liên máu chuyển gãy cổ xương đùi thì mổ sớm cho bệnh nhân ha. Rồi một bạn hỏi khớp háng sau sau thay thể sử dụng 10 đến 20 năm thì sau khi thay có theo dõi tái khám đánh giá như thế nào? Thì bệnh nhân thường là mình đánh giá trong khoảng thời gian đầu thôi, bạn thay khớp thì nếu mà mình đạt tốt đó nha, nếu mà thay khớp mà cuộc mổ suôn sẻ rồi khớp háng tốt đó, thì thường bệnh nhân tái khám theo chu kỳ bình thường thôi, khoảng 1 tuần rồi 1 tháng rồi 1 tháng rồi 3 tháng 6 tháng thôi, hoặc là bệnh nhân tự lấy số điện thoại add Zalo phẫu thuật viên rồi cứ có triệu chứng gì sau khoảng 1 2 tháng thì nếu có triệu chứng gì bệnh báo phẫu thuật viên thôi, rồi sau đó có thể bệnh nhân sinh hoạt như bình thường. Rồi khi nào mình mới thay, thời hạn sử dụng là sao, là cái ổ cối nó bị mòn, ví dụ thay khớp háng bán phần đi khoảng 10 20 năm là nó bị mòn thì mình bắt buộc khi nó mòn thì nó xuất hiện triệu chứng đau thì bệnh nhân vô lại chụp lên thấy nó mòn thì mình chụp phim đó, nó mòn thì mình mới thay thôi. Còn nếu mà khớp háng toàn phần thì thường nó sẽ bị lỏng, những cái chui nó bị lỏng nó để lâu quá, nó hơn 20 năm 30 năm nữa cái những cái chui xung quanh đó đôi khi nó bị lỏng thì mình phải buộc lấy ra mình thay lại cái mới, thì bệnh nhân triệu chứng chủ yếu là đau khó chịu cái đó thì bệnh nhân sẽ đi chụp lại thôi. À, bạn hỏi là sau khi thay khớp háng thì bao lâu dừng tập vận động, ở nước ngoài là người ta giảm đau rất là tốt các bạn, ở nước ngoài sau khi thay khớp giảm đau rất là tốt, thay khớp do gãy cổ xương đùi nha, anh không đang cái trường hợp là thay khớp do gãy liên máu chuyển thì không có bàn tới, cho trường hợp là bất khả kháng thay khớp gãy liên máu chuyển thì nói chung là tiên lượng rất là kém các bạn nha. Bệnh nhân gãy liên máu chuyển mà khi mà mình thay khớp thì tiên lượng bệnh nhân kém lắm, bệnh nhân chủ yếu là đứng được là tốt rồi chứ không đòi hỏi bệnh nhân phải đi nha, cho nên thay khớp trên liên máu chuyển thì tiên lượng kém lắm, còn gãy cổ xương đùi thì thay khớp thì nó ok hơn. Thì thường là ở nước ngoài là bệnh nhân giảm đau tốt, bệnh nhân giảm đau ngoài màng cứng nè, bệnh nhân được chích hỗn hợp giảm đau vô cơ xung quanh sau mổ nè, thì nếu bệnh nhân sau khi mổ trên lý thuyết đó nha, bệnh nhân sau khi thay khớp háng thì bệnh nhân có thể chống chân xuống đi lại liền, bệnh nhân đi càng sớm càng tốt, bạn nhớ nha, đi càng sớm càng tốt để hạn chế một cái biến chứng mà rất là nguy hiểm sau khi thay khớp, đó là thuyên tắc tĩnh mạch sau nha. Bệnh nhân mà thay trước mổ bệnh nhân đã nằm một chỗ rồi cho nên những cái hệ thống tĩnh mạch nó rất là nhiều máu cục ống chổng rồi, và bạn mổ xong bạn cho bệnh nhân nằm thêm 10 ngày nữa chẳng hạn là bệnh nhân thế nào cũng bị thuyên tắc tĩnh mạch sau à, huyết khối tĩnh mạch sau à, ngay cho nên bệnh nhân đi càng sớm càng tốt. Lý thuyết bệnh nhân mổ xong nếu không có đau nè, vết mổ tốt nè, hoặc là bệnh nhân không có chống chỉ định gì, ví dụ
tụt hạ áp tư thế hoặc thiếu máu gì đó thì bạn hãy cho bệnh nhân đứng dậy đi liền được. Mình kiểm soát những yếu tố đó tốt, thì khi nào mình kiểm soát được hết những yếu tố đó thì mình có thể cho bệnh nhân đứng dậy đi. Còn nếu mà không chưa kiểm soát được, bệnh nhân còn đau nhiều, hoặc là bệnh nhân còn chảy máu vết mổ, hoặc là bệnh nhân còn thiếu máu chẳng hạn, thì mình phải điều trị những cái đó, mình cho bệnh nhân đi. Còn nếu mình bệnh nhân đang nằm chờ những cái đó mình điều chỉnh để được đi á, thì bạn phải cho bệnh nhân tập vận động, đưa chân lên chẳng hạn, không cho bệnh nhân đứng thôi, còn tất cả động tác khác phải làm được, trừ những động tác đặc biệt mà dễ giật khớp háng, ví dụ co khớp gối lên, xoay gấp khép xoay trong, đó là ba tư thế dễ giật khớp háng nhân tạo sau khi thay khớp, thì bạn không cho bệnh nhân làm những tư thế đó thôi, còn tất cả những động tác khác bệnh nhân đều có thể làm được nha, mà phải không cho bệnh nhân làm. Mà nhớ nha, gấp khép xoay trong khớp háng là không được. Rồi, có bạn hỏi bệnh nhân 85 tuổi gãy cổ xương đùi gạch lên 4, nhập viện trễ 1 tháng thì mình điều trị gì không? Anh Hiền nói rồi, gãy cổ xương đùi gạch 4 thì thay chắc chắn phải thay khớp háng. Bệnh nhân này 85 tuổi rồi, mình thường mình đánh giá về ổ cối thôi. Nếu mà 1 tháng coi cái chõm nó hoại tử chưa, nếu chõm nó bị hoại tử rồi á, thì dẫn đến là thoái hóa khớp, nó ảnh hưởng luôn cái mặt sụn của ổ cối thì mình thay toàn phần. Còn nếu không chưa ảnh hưởng á, mình đánh giá cái mặt sụn của ổ cối còn tốt quá, mình thay bán phần cho bệnh nhân. Bệnh nhân này 85 tuổi rồi nha, thay khớp háng bán phần nha, thường 1 tháng chưa có gì đâu nên mình sẽ thay bán phần cho bệnh nhân này được. Rồi, có một bạn hỏi những bệnh nhân già trên 80 gãy xương đùi, yếu tố sức khỏe, bệnh nhân không được chi phẫu thuật, vậy hướng điều trị trường hợp này thế nào? Nếu mà bệnh nhân không thể, yếu tố sức khỏe mà không thể phẫu thuật được, thì thường bạn thấy là những bệnh nhân mà không thể phẫu thuật được thì bệnh nhân chỉ nằm một chỗ thôi đúng không? Nếu có bệnh nhân nào bằng ngồi dậy sinh hoạt bình thường mà không phẫu thuật được đâu đúng không? Những bệnh nhân mà không phẫu thuật được, thường bệnh nhân mà có những bệnh lý rất là nặng, bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về hô hấp gì đó, bệnh nhân có mức chỉ nằm một chỗ trên giường thôi, thì bệnh nhân đó thì mình đâu cần làm gì nha, bệnh nhân đã không mổ được thì mình làm đâu cần làm gì cho bệnh nhân được nha, ngoài chuyện cứ để vậy thôi nha, để một thời gian thì nó hết đau cho bệnh nhân thôi, bệnh nhân cũng đâu có đứng xuống đi được, còn khi nào bệnh nhân mổ được thì mình phải mổ liền cho bệnh nhân, phải thay khớp cho bệnh nhân liền nha. Rồi, các bạn hỏi chỗ gãy cái hình gãy cổ xương đùi không chọn gạch lên gà đầu 4, nãy anh có chiếu cái slide các bạn, mình không phải dựa, mình dựa theo những cái đường đường khớp á nha bạn, nãy có cái slide anh có vẽ rồi mà nha, cái gọi là cái bè xương á, hai cái bè xương nó không có đụng nhau thì là gạch lên 4. Trường hợp dùng nẹp, anh không hiểu bạn đang hỏi là dùng nẹp là trong gãy cái gì, có ảnh hưởng biên độ vận động khớp háng anh, câu hỏi này anh, bạn hỏi là trường hợp dùng nẹp có ảnh hưởng biên độ vận động háng, thì anh không biết là bạn đang nói về gãy cái gì mà xài nẹp, mà nẹp là nẹp gì mới được. Cho em hỏi anh tỷ lệ tử vong cao sau 2 ngày, tỷ lệ tử vong sau 2 ngày cho nhân dân gãy liên máu chuyển á, thường liên quan đến yếu tố stress, thì thường sau 2 ngày tỷ lệ tử vong tăng gấp đôi nha. Ví dụ bệnh nhân này mình tỷ lệ tử vong là tùy vào từng bệnh nhân nha, ví dụ bạn tiên lượng bệnh nhân này có tỷ lệ tử vong là 34% do những một số yếu tố nguy cơ tuổi tác cho bệnh lý gì đó, thì bạn để bệnh nhân này gãy liên máu chuyển nằm sau 2 ngày tăng lên gấp đôi cái 64, là lên 64% nhân tử vong. Tại sao? Tại vì bệnh nhân bị stress các bạn, bệnh nhân gãy xương phải nằm một chỗ mà vừa đau, bệnh nhân vừa đau đớn mà không được ngồi, ngồi ngồi là nhúc nhích là đau, bệnh nhân chỉ nằm một chỗ trên giường nha, mọi công chuyện vệ sinh cá nhân tới người lớn mình còn stress huống chi người già, và người già đối phó với stress rất là kém nên bệnh nhân sẽ tử vong vì stress chứ không phải là vì yếu tố nào khác, bệnh nhân sẽ tử vong vì stress nha, rối loạn các chất trong cơ thể, khi bị stress thì thường cơ thể sẽ rối loạn, bệnh nhân tử vong vì nguy cơ đó, rối loạn đa cơ quan, bệnh nhân sẽ tử vong vì stress. Có chứ, nếu bà một bạn hỏi là nếu kết hợp xương cho bệnh nhân thì mình cần theo dõi biến chứng hoại tử chỏm không? Chắc chắn là phải theo dõi nha bạn, chắc chắn phải theo dõi, bệnh nhân phải tái khám đều đặn thường xuyên, và tùy vào phẫu thuật viên coi cái thời gian tái khám thế nào, ví dụ thấy chụp lên thấy biểu hiện có bệnh nhân vẫn còn đau hoặc bệnh nhân
kết hợp xương xong rồi sau 1 2 tháng bệnh nhân thấy đau âm ỉ, xuất hiện đau âm ỉ rồi coi chừng mình phải chụp MRI định kỳ cho bệnh nhân để coi bệnh nhân có hoại tử chỏm hay sớm hay không để mình giải quyết sớm cho bệnh nhân. Và thông thường bệnh nhân mà có hoại tử chỏm sau cái gãy xương mà được kết hợp xương đó, thường mình sẽ thay khớp luôn chứ mình không có giải quyết theo cái hướng là mình giải áp cái chỏm rồi mình khoan coi chỗ nào hoại tử mình lấy ra mình bơm xương vô, không có ha. Thì thường bệnh nhân đó, mình chuyển thành thay khớp nha, bệnh nhân đã có hoại xuất hiện hoại tử chỏm mình sẽ thay khớp luôn. À, một bạn hỏi là khi rút đinh nội tủy hay nẹp DHS thì xương sẽ lại khoan chống xương chỉ kịp liền, vậy có nguy cơ tái gãy xương? Có nha bạn. Những bệnh nhân mà mới lấy dụng cụ ra thường rất là dễ gãy, đặc biệt là lấy cái dụng cụ cái nẹp DHS. Bạn thấy cái đinh cái con ốc vô cổ rất là bự, vô cổ xương đùi mà cổ xương đùi rất là nhỏ, nó bằng một cái vòng tay của ngón 1 ngón 2, bạn tạo cái vòng tròn cái cổ xương đùi á, mà cái con ốc của cái nẹp DHS hay là cái đinh nội tủy nó chiếm gần như là 1/2 cái chu vi của cái cổ xương đùi rồi mà trong trường hợp mà cho nên khi mà mình lấy ra nó để lại khoảng trống rất là lớn nên bệnh nhân rất là dễ gãy. Trường hợp này mình phải dặn bệnh nhân cẩn thận trong sinh hoạt, à, hoặc là một số người còn cẩn thận là lấy cái dụng cụ ra rồi xong xong là bắt bệnh nhân phải mang một cái nẹp vải à, để bệnh nhân biết là cái chân đó không có đi được mà không cho bệnh nhân đi. Và thông thường là khoảng 2 3 tuần là nó có thể dựng lại cái đó rồi. Một số bệnh nhân thì kéo dài hơn 1 tháng, có một số bệnh nhân thì 2 3 tuần. Thì những trường hợp này phải dặn bệnh nhân tái khám để mình đánh giá. Còn nếu mà trong xương bình thường mình kết hợp xương thì những cái lỗ vít này rất là nhỏ, nó không ảnh hưởng nhiều. Thì chắc chắn nếu bệnh nhân té với năng lượng cao thì chắc chắn chỗ đó nó dễ gãy hơn chỗ khác. Trong những cái con vít mà kết hợp xương ở thân xương bình thường thôi thì khi nào có năng lượng cao thì mới dễ gãy thôi, còn đi lại bình thường vẫn là được, còn cổ xương đùi phải cẩn thận ha. Rồi các bạn còn hỏi gì nữa không về gãy cổ xương đùi và gãy liên mấu chuyển? À, anh cũng nói với bạn là hôm nay anh không có mở cam được tại anh mới hớt tóc mà anh tự hớt nên nó thấy ghê quá nên không muốn show cho bạn coi. Thứ ba tuần sau là anh sẽ đi bệnh viện dã chiến số 1 thì anh được sắp chung phòng với bác sĩ Thi á. Các bạn có muốn nhắn anh nhắn gửi gì không? Rồi vậy nếu mà các bạn không còn câu hỏi nữa thì mình nghỉ ha. Rồi vậy là còn một bài gãy còn một bài gãy xương vùng cổ chân nữa thì anh cố gắng tại vì mấy ngày nay ban ngày anh rất là bận phải đi tập huấn và này nọ bên trường nữa rồi đi trực gác nữa nên không có soạn bài với cái thời gian hướng dẫn bài đó thì chắc để qua tuần sau á nha. Khi nào anh sẽ thông báo cho các bạn sau ha, có thể là buổi tối đó tại vì ban ngày các bạn có lịch học hết rồi nên một tối nữa chắc khoảng 2 tiếng, mà 1 tiếng rưỡi 2 tiếng anh sẽ hướng dẫn bài bạn cổ bàn chân ha. Rồi chào các bạn ha, rồi các bạn nghỉ ha.